Rót rượu đi. Mau rót đi. Mắt mù à? Tôi khuyên mọi người nên uống ít rượu thì hơn. Uống nhiều sẽ hại người. Tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới lấy được. Anh coi tôi đổ mồ hôi rồi nè. Được rồi, để tỏ lòng cảm ơn, tôi sẽ cạn liền 3 ly. Sao hả? Thiệt sao? Đàn ông lắm, tôi rất thích. Được. Rượu ngon. Ngon không? Ngon. Vậy anh uống thêm ly nữa nghe. Lời tôi nói vừa nãy cô nhớ hết rồi chứ? Giật Trần, hai người cắn tay đó hả? Đàn ông các anh chẳng có ai tốt đẹp hết. Lữ đoàn trưởng, chúng ta kệ anh ta đi. Nào uống thêm. Rượu này ngon lắm. Nào. Rượu ngon. Rượu ngon. Ngon. Thất lễ chút, Lữ đoàn trưởng. Cô không được đi. Cô nàng chút cho cậu tôi sai tới bến rồi muốn chuồn hả? Không nể mặt chút nào. Đúng rồi. Rượu đang uống tới lúc hứng thú, sao có thể bỏ đi? Giả lại cô xem rượu này Lữ đoàn trưởng đã uống mấy ly rồi. Cô coi, cô chưa uống giọt nào. Phải uống đi. Cô uống ly rượu này đi. Tôi mót quá rồi. Tôi phải đi vệ sinh. Lữ đoàn trưởng, tôi quay lại ngay. Không được, rượu này cô uống hết đã. Nếu không, không được đi. Tôi mót quá rồi. Lát nữa tôi sẽ quay lại uống sau. Xin lỗi. Xin phép các vị thất lễ một chút. Cô không được đi. Cô phải đứng lại. Cô cũng phải uống rượu. Anh Tiêu, tôi đợi anh ở cửa sau. Biết rồi, đi mau đi. Các người muốn làm gì? Xin chào cô. Bắt cô. Lên. Em đi mau. Đợi anh ở trà lầu bất nhị. Đi mau. Tôi quay lại nhất định sẽ uống mà. Không được, nói cho cô biết rượu này nếu không uống. Đừng có nể mặt không uống đó. Tôi
Lữ đoàn trưởng, cậu ơi, cậu ơi, cậu sao vậy? Cậu ơi, là cô đã bỏ độc à? Không phải tôi, là giả hợp qua vừa nãy. Nói láo, không khai thật ra tôi bắn chết cô. Lữ đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng, đuổi theo. Tôi không xong rồi. Tham mưu Dương, lữ đoàn trưởng, kể từ hôm nay, lữ đoàn 17 và mọi thứ của tôi hy vọng sẽ giao hết cho vật trần. Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi. Anh về quân bộ truyền đạt lại giùm tôi. Lữ đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng, cậu, lữ đoàn trưởng, cậu ơi, lữ đoàn trưởng. Số 12 cô đi đâu vậy? Định chạy trốn à? Gặp nhau ở lâu ngoài lâu, mau lên, đi thôi. Rõ. Bên đó đuổi theo, đuổi theo bên này, mau lên. Đi. Sao vậy? Đau bụng. Giữ lại phó quan tôi, còn lại diệt khẩu hết. Mọi người cẩn thận. Đừng nổ súng, đừng nổ súng, tôi đầu hàng. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Thành công rồi. Vậy tiếp theo, chúng ta được xem kịch hay rồi. Chúng ta có thể ngụy tạo phó quan Tôn bỏ trốn, dụ Tiêu Dật Trần ra một địa điểm khác, đợi anh ta ở đó. Sẽ là Đoàn Tư Ý đóng giả ca sĩ trong quá trình hành động. Nếu Tiêu Dật Trần và Tiêu Dân Tẩn trở mặt là giả, anh ta nhất định sẽ tha cho Đoàn Tư Ý. Được, làm theo cách cậu nói. Cô đợi ở đây, tôi tới lâu ngoài lâu trước. Báo cáo trưởng quan, các anh em đi theo phó quan Tôn đều bị giết chết hết rồi. Phó quan Tôn thì sao? Thấy phó quan Tôn đi về phía đường Hòa Thuận. Cái gì? Dẫn người đuổi theo. Tới lâu ngoại lâu để gặp họ, mau lên. Sau khi kết thúc không được tới điểm hẹn, Quảng Phương nói để bàn giao cho anh ta. Tới đầu hẻm đợi anh.
lục soát cho tôi. Rõ. Tìm kỹ vào. Ai? Cô dạy hợp quá. Sao cô ở đây? Là Phó Quang Tôn. Là Phó Quang Tôn ép tôi bỏ độc. Phó Quang Tôn ép tôi bỏ độc. Cái gì? Cô nói là Phó Quang Tôn ép cô bỏ độc. Cô tỉnh lại đi. Phó Quang Tôn, cô ta chết rồi. Tùy. Tư Ý, im lặng nào, im lặng. Đuổi theo cho tôi, nhất định phải tìm được hắn. Su Hai, em tỉnh lại đi. Su Hai, em tỉnh lại đi. Tư Ý à, tại sao Su Hai lại ở đây? Em đừng lo chuyện này, mau đi theo anh. Cô ấy chết thay em. Nghe anh, đừng lo chuyện này, em mau đi theo anh. Anh bỏ em ra. Cô ấy là người, cô ấy cũng là một sinh mệnh. Nếu không phải vì cô ta, hôm nay người nằm đây sẽ là em. Em nói với anh rồi, thà rằng người đó là em. Anh phải trói em, anh phải trói em lại, bỏ em ra. Trưởng giáo vụ đi đâu vậy? Tất nhiên là tôi phải đưa số 12 về trại rồi. Được, cùng tôi đến chỗ trưởng ban giải thích trước đã. Anh chơi trò thay mận đổi đào, bỏ trốn cùng học viên, đây là tội chết. Anh gài bẫy, cấu kết với đồng bọn mưu sát học viên, đó là tội gì? Anh dám vu khống tôi? Bỏ súng xuống. Tôi muốn thử xem là súng của anh nhanh hay súng của tôi nhanh. Được, tôi đếm đến ba, chúng ta cùng bỏ súng xuống. Ba. Hai. Một. Số 12, theo tôi về trại. Quang Phương, tôi cảnh cáo anh đừng giở trò trước mặt tôi. Anh không thấy áy náy với số 2 chút nào hả? Đằng nào cô ta cũng phải chết.
Anh cho cô ta chết thay em. Có gì không đúng? Nếu cả thế giới ác độc để được sống, không lẽ chúng ta cũng trở nên ác độc sao? Tại sao lại không? Em hiểu rồi. Chúng ta vốn không phải cùng một thế giới. Vì em, anh có biến thành gì cũng đáng. Vì sao tôi lại đứng cuối kỳ thi thắng? Không phải anh hứa với tôi, chỉ cần tôi yểm hộ cho số 12 trước mặt họ, anh sẽ bảo vệ tôi sao? Xin lỗi, không ngờ bọn họ lại khốn nạn đến mức sửa bản điểm. Anh cùng một ruột với họ, giờ tôi không còn giá trị lợi dụng nữa chứ gì. Vậy nên các người muốn tôi chết? Nếu tôi muốn để cô chết, không cần phải phức tạp tới vậy. Trong lòng cô có lẽ hiểu rõ là ai muốn cô chết. Cũng chỉ là chết thôi mà. Giết tôi đi. Ra tay đi. Cho tôi chết nhẹ nhàng. Cô dám đánh cược với tôi một ván không? Cái gì? Chúng ta thắng rồi. Viên đạn không đi qua thanh nẹp. Kể từ giờ, cô được tự do rồi. Tự do. Vài bữa nữa tôi sẽ đưa cô rời khỏi Vũ Thành. Nhưng cô phải nhớ, từ nay về sau phải mai danh ẩn tích, không để ai biết về cô. Bọn họ hại chết ba mẹ tôi. Giờ tôi không có người thân, cũng như bạn bè, không có quá khứ cũng như tương lai. Cho dù tôi tự do thì sao nào? Ít nhất cô vẫn còn sống. Còn sống thì sẽ còn hy vọng. Cảm ơn anh. Anh thật sự là người tốt. Người tốt. Có lẽ trong mắt cô ấy, tôi là kẻ gây tội ác tày trời. Giáo quan quản, là anh muốn hại chết tôi. Dù gì tôi cũng không còn đường nào để đi. Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ đi tố cáo anh. Cô đừng ép tôi. Không ai dám bắt ép Quán Phương này. Cô chết đi thì không còn ai uy hiếp tôi nữa. Trước khi đi, tôi đã giấu hết chứng cứ đi rồi. Nếu tôi chết, bọn họ sẽ phát hiện ra. Cô ép tôi quá đáng. Nhất thời kích động. Tôi xin lỗi.
Tôi xin lỗi. Cũng tại tôi nóng vội quá. Nhưng giờ Đoàn Tư Ý phát hiện ra chúng ta muốn hại họ. Chỉ cần cô ta bắt tay với Tiết Dương Tẩn thì người chết sẽ là chúng ta. Quảng Phương, giờ chúng ta là con châu chấu trên cùng một sợi dây. Tôi biết cách này không đàng hoàng, nhưng chúng ta có thể cải thiện. Chúng tôi sẽ gạt anh ra, sau đó mới đối phó với cô ta, được không? Giết chết cô ta, tôi sẽ là của anh. Tìm tôi à? Tôi tới để đòi nợ. Cứ nói. Chắc chú đã nghe nói rồi. Lữ đoàn trưởng Lý bị ám sát. Lữ đoàn 17 hiện đang gây rối cho tư lệnh Khang. Cũng biết phần nào rồi. Tôi muốn chú nghĩ cách chuyển lời cho tư lệnh Khang. Nói là Lữ đoàn trưởng Lý bị Mã Huệ Long chỉ đạo tổ mật thám giết. Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ. Tôi cũng không đưa chứng cứ cho chú. Nhưng chuyện này là có thật. Mục đích của tôi là muốn tư lệnh Khang gây rắc rối cho Mã Huệ Long. Không chừng có thể rửa oan cho ông ta. Cậu đã biết tổ mật thám đen tối như vậy, sao cậu không phân rõ ranh giới với bọn họ? Vì tôi không có hứng thú cho lắm với chủ nghĩa của các chú. Tạm biệt. Hy vọng lần sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Vào đi. Có chuyện gì? Quản giáo quan đã thu lại bài tập anh giao rồi. Để lên bàn đi. Giáo quan quản, còn chuyện gì nữa không? Được rồi, đi đi. Chúng ta đi thôi. Tôi thấy cứ có gì đó không ổn. Tiểu Ngư. Tiểu Ngư. Cô sao vậy? Có gì đâu. Qua đây. Gì vậy? Tôi muốn đến phòng làm việc của Quảng Phương để xem thứ này. Cô không được phép. Tôi vừa xem qua mấy tờ báo đó rồi. Nhật báo Hồng Kỳ. Rõ ràng hắn ta cố tình cho chúng ta thấy, muốn gài bẫy chúng ta. Nhật báo Hồng Kỳ là cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thành lập năm 1930, là tờ báo của giai cấp công nông Trung Quốc, là tờ của Liên Xô Trung Quốc. Tiểu Ngư, cô đúng là... Không phải tôi. Tôi chỉ đang nỗ lực theo hướng đó. Người cô đã cứu lần trước là ba tôi. Tôi hiểu rồi. Tiểu Ngư, dù cô là ai đi nữa thì vẫn là người tốt, chị em tốt của tôi. Tôi không thể để cô mạo hiểm. Tôi biết rất nguy hiểm, nhưng nhất định phải đi. Điều này rất quan trọng. Có điều gì quan trọng hơn mạng sống của cô chứ? Tôi biết tôi đang đi vào chỗ chết, nhưng nếu không chịu đi thì có nhiều người Trung Quốc hy sinh hơn. Tôi thà đánh đổi mạng sống để có tia hy vọng. Như vậy đáng không? Tất nhiên đáng chứ. Tôi tin tưởng điều này.
Tiểu Ngư, tôi cùng đi với cô. Giáo quan quản, lại là cô quét dọn sao? Tôi đang giúp số 7 thôi. Được, làm tiếp đi. Đi thôi. Đi. Làm gì vậy? Chú Mã, con phát hiện Quảng Phương cất giấu tờ báo của Đảng Cộng sản. Con phải tố cáo anh ta là Đảng Cộng sản. Dân Nhi, Tư Ý dạo này hình như thay đổi nhiều rồi. Hôm qua nó đã tố cáo Quảng Phương. Tại sao lại vậy chứ? Có thể dạo này con đã thúc ép quá, khiến cô ấy bị áp lực. Tư Ý chỉ sau hơn một tháng là tốt nghiệp. Gần đây là như vậy. Chuân Diên Tôn thúc ép ngày càng nhiều. Ta nghĩ đợi Tư Ý tốt nghiệp thì... Sư phụ, con đã moi được từ miệng Tư Ý mật mã kho vàng rồi. Là cái gì? Trước khi bác Đoàn mất, đã cho cô ấy học thuộc bài thơ của Ly Tao. Ly Tao. Đúng vậy. Cập thiếu khang chi dị gia hệ, lưu hữu ngu chi nhị dư. Còn có Hà Phương Viên chi năng chu hệ, phù thuộc dị đạo di tương yên. Con cho rằng đây chính là khẩu quyết. Con bé đã chịu nói với con bài thơ này có nghĩa là gì. Cô ấy không nói. Có lẽ cô ấy cũng không biết. Nhưng sư phụ đừng lo, vạn sự bắt đầu nan. Bây giờ cô ấy nói ra rồi, con nhất định sẽ tìm cách. Được, cố gắng hết sức. Hãy nhớ là nắm bắt thời cơ. Dạ sư phụ. Đi đi. Ly Tao. Đoàn Tư Ý,
Đoàn Tư Ý, cô dám chơi tôi? Bọn họ đụng vào báo của mình. Tôi nghĩ các cô thông đồng với Đảng Cộng sản giết đồng nghiệp. Chúng tôi không có. Không phải anh tìm vỏ đạn sao? Nó ở đây rồi. Tìm tôi có chuyện gì sao? Đem táo cho cô ăn. Cảm ơn. Tôi không thích táo. Cô làm gì đó? Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp rồi. Tôi nhấn mật mã viết ra thôi. Siêng năng vậy à? Điều tra xong chưa? Sao cô lại nói vậy? Tôi không có ý đó. Chắc tôi nghĩ nhiều rồi. Cô ấy nhìn thấy mình. Đoàn Tư Ý. Là ai đã tố giác? Hiện tại vẫn chưa rõ. Chuyện về số vàng đó không giấu được rồi. Chúng ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Anh đừng hoảng hốt. Tôi nghĩ là việc này cũng không đến nỗi gây go đâu. Mã Huệ Long, đừng nghĩ là anh có thể giả vờ không biết. Hiện giờ Khang Triệu Khanh đã tố cáo anh là phái người giết Lữ Đoàn trưởng lý. Tôi phái người. Tôi nghĩ bên cạnh anh đã có nội gián rồi. Làm sao có thể? Chắc chắn là Tiết Dân Tẩn làm. Vì chỉ có cậu ta biết được nội tình. Chỉ có cậu ta mới có động cơ để làm vậy. Chu Duyên Tôn là ai cũng được, không thể là Tiết Dân Tẩn. Anh nghĩ mà xem. Nếu đó là cậu ấy thì sao có thể nói tôi biết khẩu quyết chỗ giấu vàng được chứ? Tôi nghĩ thật sự là có người khác. Tôi không quan tâm là ai. Mã Quệ Lộc, dù sao tai họa cũng do anh gây ra. Anh lo mà dọn dẹp sạch sẽ cho tôi.
Anh bớt giận. Hiện giờ tôi có một cách này. Chúng ta có thể tìm người chết thay được không? Nói thử. Chính là nói người Nhật muốn gây ly gián. Ngày hôm đó, lúc Lữ đoàn trưởng Lý bị ám sát, người Nhật đích thực đã xuất hiện. Tôi sẽ xoay sở đưa cho anh chút tiền. Anh lấy số tiền gửi lên cấp cao. Tôi không tin là tiền bạc không lấp được miệng đám người đó. Cho đến giờ chỉ có cách duy nhất này. Nhưng mà chúng ta phải thử nghĩ xem rốt cuộc là kẻ nào đã tố giác. Tốt quá, cô đã viết xong rồi. Có hai điều tôi không chắc lắm, nhưng tôi đã đánh dấu, mong là không ảnh hưởng đến cô. Chắc là không sao đâu. Cảm ơn tư ý. Cô gửi ra như thế nào? Tôi chưa nghĩ ra. Ở đây canh phòng nghiêm ngặt quá. Với lại Quảng Phương lần trước dù không có bằng chứng nhưng nghi ngờ tôi rồi. Anh ta chắc chắn sẽ để mắt đến tôi. Tôi giúp cô. Tư ý, cô đã bao giờ nghĩ chuyện này nguy hiểm chưa? Tôi không sợ chết. Dù sao thì tôi cũng quen rồi mà. Cô đang nghĩ gì đó? Làm trôi hết khăn tay rồi. Đưa cho tôi. Đang nghĩ cái gì? Sao vậy? Tôi có cách rồi. Nhìn nè. Đường nước chảy. Đúng, là đường nước chảy. Người không đi ra được, nhưng nước có thể chảy ra ngoài. Nhưng mà nước chảy đi đâu và dừng ở đâu? Tính khả thi phương án quá thấp. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải thử. Tôi có ý này, nhưng phải gọi điện thoại đã. Tư ý, e là cô phải giúp tôi lần này. Cứ nói. Quản gia quan bắt đầu nghi ngờ chúng ta, cho nên cuộc gọi này phải đến phòng của trưởng giáo vụ gọi. Tôi tính rồi, trưởng giáo vụ hiện giờ không có trong văn phòng. Được. Trưởng giáo vụ. Trưởng giáo vụ. Tranh thủ đi. Alo, xin chào. Chuyển máy đến tòa soạn nhật báo Vũ Thành.
Các người đang làm gì? Giáo quan quản, trưởng giáo vụ nói chúng tôi đợi ở đây. Cô nói dối, cậu ấy rõ ràng không có ở đây. Các cô vào bằng cách nào? Anh ấy vừa ra ngoài. Thật sao? Tôi sẽ hỏi cậu ấy. Đừng để tôi phát hiện các người nói dối. Hỏi tôi cái gì? Nói dối cái gì? Các người đang làm gì trong đây? Trưởng giáo vụ, anh vừa đi thì giáo quan quản đến, còn nói chúng tôi nói dối. Giáo quan quản, có vấn đề gì à? Trưởng giáo vụ, cậu có gọi họ đến không? Việc gì? Việc của tôi cần báo cáo với anh à? Được, vậy tôi không làm phiền các người. Nói đi. Đi trước đi, tôi nói được rồi. Đã học nói dối được rồi. Trưởng giáo vụ không phải đã làm gương sao? Tôi cũng nên có tiến bộ chứ. Rốt cuộc em làm gì trong văn phòng của anh? Nếu tôi không muốn nói thì đừng hỏi tại sao. Muốn làm người tốt thật sự không dễ. Tùy, có một số người có thể kết bạn, một số người thì không. Đừng chuốc họa vào thân. Tôi chưa đủ phiền hà sao? Tôi chơi với ai không cần anh quan tâm. Hôm nay cảm ơn anh. Trưởng giáo vụ, tôi ra ngoài. Tôi là Quảng Phương. Kiểm tra cho tôi điện thoại văn phòng trưởng giáo vụ có gọi ra ngoài không. Có sao? Tòa soạn nhật báo Vũ Thành. Tôi đang rất muốn chuyển một lô dược liệu thiên ma, hoa nghệ tây, bình bối, cỏ bức, dẫn y lại. Nếu được thì chuyển ngày 18 tháng 2 nhận hàng lúc 21 giờ. Liên hệ với ông Tống, điện thoại 116130. Đây chắc là của Tiểu Ngư. Không sai, nhất định là của Tiểu Ngư. Nhưng những dược liệu này có ý nghĩa gì? Thiên ma có nghĩa là mật mã. Hoa nghệ tây, mật mã được giấu trong chai. Cỏ bất, tính đắng và mát, là cây có thể phát sáng vào ban đêm. Dẫn y lại còn được gọi là bả thuốc. Vị trí tương ứng, có phải cái chai được giấu trong bãi rác, đợi khi đêm đến nó sẽ phát sáng? Vậy thì số điện thoại có nghĩa là gì? Vị trí tọa độ. Chỗ này. Cùng là một người, điện thoại thì khác. Lúc thì chuyển dược liệu, lúc thì mua dược liệu.
chắc chắn có mờ ám. Đang làm gì đó? Hôm nay là ngày mất của mẹ tôi. Tôi đang thả đèn cầu nguyện. Ban ngày ban mặt thả đèn. Cô cũng có nhiều trò lắm. Giáo quan, nội quy trại có quy định học viên không được thả đèn xong sao? Nội quy trại không cần cô giải thích cho tôi nghe. Ra khỏi đây ngay. Nếu không, tôi nghi ngờ các cô đang chuyển thông tin. Rõ. Đăng thần, đi với tôi. Được. Tôi đi cho. Đợi một chút. Số 9. Cô hăng hái như vậy, tiện thể đổ rác giùm tôi luôn đi. Không thấy tôi đang cầm gì à? Tự đi mà đổ. Trò vui gì đây? Đội trưởng, chỗ này giống như vị trí tọa độ. Qua đó xem thử. Được. Tiểu Ngư, sao cô biết tọa độ bãi rác? Doanh trại có nhiều rác sinh hoạt phải giải quyết. Tôi đã thăm dò. Thứ sáu hàng tuần bảo vệ sẽ vận chuyển rác, để ở sau núi hôm sau tiêu hủy. Tôi để ý hướng của khói, suy tính ra tọa độ. Thời điểm đến giờ hẹn sắp tới rồi. Cô có chắc họ tìm ra không? Nhất định mà. Tiểu Ngư, cô để quên khăn tắm. Cô quay lại tìm với tôi đi. Tôi sẽ quay lại tìm với cô. Đi. Hôm nay trời lạnh quá.
Nối máy tới văn phòng của trưởng ban mã. Chờ chút. Không cần nữa. Không có bằng chứng, trưởng ban sẽ nghĩ mình nhắm vào đoàn tư ý. Giáo quan quản, trưởng giáo vụ có gì không? Sắp tốt nghiệp rồi, kế hoạch kỳ thi đâu? Còn đợi tôi nhắc nữa à? Tôi sẽ chỉnh lý tốt rồi gửi đến văn phòng cho cậu. Anh làm nhanh lên đi. Dạo này tâm trạng của anh cũng rất tốt. Làm gì có chứ. Cũng là trưởng ban dạy bảo tôi, nói tôi phải phối hợp cho tốt với trưởng giáo vụ. Tôi đang rất cố gắng. Tiếp tục phát huy đi. Cậu đi từ từ. Cái gì vậy chứ? Nối máy cho trưởng ban mã. Sư phụ, con đây. Nhân Nhi, có chuyện gì? Sắp tới kỳ thi tốt nghiệp nên sắp xếp tư ý ra sao? Chuyện này có hơi phức tạp. Chuyên viên Tôn muốn đưa tư ý đi. Sư phụ, không được đâu. Chuyện nhập khẩu tiền quỹ con nói rồi. Đúng rồi, con vừa biết thêm chuyện này. Đoàn Bình Sơn dặn tư ý nếu gặp chuyện gì thì tìm Đỗ Vũ Thời và Đoàn Khải Phạm. Con thấy hai người này nhất định có liên quan đến tiền quỹ. Chắc chắn chưa? Sư phụ, chờ một chút. Khoan tắt máy. Sao vậy? Quảng Phương, anh dám theo dõi tôi hả? Sư phụ, con bắt giam Quảng Phương rồi. Tiếp theo nên làm gì? Để ta suy nghĩ. Sư phụ à, hắn đã biết chuyện tiền quỹ rồi. Giới tính của hắn chắc chắn không giữ được bí mật. Chuyện gì? Lật ngược lại đi. Dạ.
Ai đó? Quảng Phương chụp lén Tùy. Rốt cuộc muốn làm gì? Bên Khang Triệu Khanh hiện tại đang khởi kiện anh đã phái người giết Lưỡng Đoàn trưởng lý. Tôi phái à? Theo như tôi thấy, bên anh chắc chắn có gián điệp. Không lẽ thư báo là do hắn viết? Sao vậy sư phụ? Không có gì. Dân Nhi, vậy đi. Gần đây học viên trại huấn luyện sắp tốt nghiệp, nhiều việc phải lo. Ta thấy trước hết cứ thả Quảng Phương ra, đợi tốt nghiệp xong ta sẽ xử lý chuyện này. Dạ sư phụ. Tất cả chú ý. Nghiêm. Báo cáo tổng giáo quan. Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, có 5 học viên bị thương và tử trận trong lúc thi, còn lại 10 người. Mời tổng giáo quan phát biểu. Các học viên, mọi người làm rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người chính thức được ra khỏi trại huấn luyện. Tương lai mọi người sẽ là những người hùng vô danh, những con người kiên cường bất khuất, là những tấm gương chịu khó. Trong khoảng thời gian ở trại huấn luyện, điều đáng quý nhất mà mọi người đã học được là gì? Xin mời trả lời. Báo cáo tổng giáo quan là trung thành và phục tùng. Trả lời rất chính xác. Trung thành và phục tùng. Tiếp theo, có một bài kiểm tra đang chờ đợi các em. Tổng giáo quan, kỳ thi tốt nghiệp kết thúc rồi, sao còn phải thi nữa? Ta thấy kỳ thi vừa rồi không đánh giá đúng trình độ của họ. Tất cả tập hợp vào chỗ. Sư phụ, cái này im miệng. Kéo tấm vải ra. Bài kiểm tra này là đánh giá cuối cùng. Ai được sống, ai sẽ phải chết. Khi nghe tiếng còi vang lên, cầm súng và nhanh chóng xử người đối diện mình. Người còn sống sót được tốt nghiệp. Tổng giáo quan, tại sao chúng tôi phải đấu với đồng đội chứ? Khó khăn lắm mới có hôm nay, tại sao phải thi nữa? Đúng, tại sao vậy? Ngồi xuống đi. Đặc công mà tôi muốn phải tuyệt đối trung thành và tuân lệnh, là người xuất chúng nhất. Bỏ súng xuống đi. Tốt. Làm rất tốt.
Bài thi lần này là để kiểm tra khả năng chịu đựng áp lực. Tôi chính thức tuyên bố tất cả tốt nghiệp. Tổng giáo quan nói tốt nghiệp rồi. Nghe rõ chưa? Tốt nghiệp rồi. Chúng ta tốt nghiệp rồi. Chú Mã, Tư Ý, ra ngoài đi dạo với chú. Dạ. Trong số các học viên ở đây, chú thấy chỉ có con là tuyệt đối phục tùng và trung thành. Làm rất tốt. Cảm ơn chú Mã quá khen. Nhưng mà đây chỉ là yêu cầu cơ bản nhất của đặc công. Với lại, nếu không có chú thì con cũng không có cơ hội sống tiếp. Con sẽ tận dụng cơ hội này. Trả ơn chú. Con nói được vậy, chú rất vui. Sắp tốt nghiệp rồi, nói chú nghe thử. Tốt nghiệp xong con tính làm gì? Con nghe lời chú. Có một số sự thật cũng nên cho con biết. Thật ra cái chết của ba mẹ con và chú Đỗ đều liên quan tới tiền quỹ. Chú Mã, ý của chú là Tư Lệnh Khang độc chiếm tiền quỹ của ba con? Cũng nhờ di ngôn của ba con, chú mới biết chân tướng sự việc. Di ngôn của ba con: Cập Thiếu Khang chi dị gia hệ, Lưu Hữu Ngu chi nhị diêu. Ai nói chú biết? Dinh Nhi nói chú biết. Nhưng con đừng trách nó. Nó muốn con được an toàn. Con hiểu mà. Tư Ý, không biết con có đồng ý thực hiện nhiệm vụ này không? Để báo thù cho ba con. Con đồng ý. Rất tốt. Tổng giáo quan, tôi có việc cần báo cáo. Nói. Sao vậy? Cần tôi đi không? Trưởng giáo vụ, xin lỗi nha. Sư phụ, con đi trước. Không tiện. Đi đi. Nói. Trưởng ban, đừng nghe lời vu khống của Tiết Dân Tận. Hơn nữa, tôi giám sát hắn cũng do ông yêu cầu. Vậy là cậu biết hết tất cả. Tại sao lại làm vậy? Tôi... Cậu chụp hình tốt lắm, nhìn rất rõ. Tại sao phải để ở phía sau khung hình? Trưởng ban, tôi không cố ý. Không phải cố ý, vậy nghĩa là vô tình. Lúc làm việc đừng có lúc nào cũng lén lút. Thói quen đó không tốt. Dạ tôi rõ, tôi chỉ chụp chơi thôi. Tại sao? Trưởng ban, dạo này tôi có nhiều tin mới. Tin gì? Nhưng mà tôi chưa có bằng chứng thuyết phục. Đợi tôi tìm ra sẽ báo với ông. Còn giấu nữa sao? Tôi sẽ cho ông bất ngờ. Được, tôi chờ xem. Tư Ý, cô sao vậy? Không sao, chỉ là nhìn thấu bản chất vài người. Thôi không nói nữa. Tiểu Ngư, hồi nãy cô có trách tôi không? Tất nhiên là không rồi. À đúng rồi, sao cô biết súng không có đạn vậy? Với học viên ưu tú kiên trì đến hôm nay như chúng ta, bọn họ sẽ không để chúng ta tàn sát lẫn nhau. Quan trọng nhất là trọng lượng. Trọng lượng của cây súng. Trọng lượng của súng. Anh ấy từng huấn luyện riêng cho tôi. Cây súng phải hợp làm một với cơ thể. Tôi rất rành về cấu trúc của súng và nhạy cảm với trọng lượng của súng. Sau khi thấy nghi ngờ mới cầm súng lên thì tôi biết không có đạn.
Cô đúng là thay đổi rất nhiều so với trước đây. Đoàn Tư Ý lúc trước đã bị bọn họ giết chết rồi. Giáo quan Quảng sắp tốt nghiệp rồi, sắp xếp học viên sau đi. Tổng bộ kêu chúng ta dựa theo kết quả tốt nghiệp để phân ba cấp: thượng, trung, hạ. Hạ đẳng về đơn vị tình báo với tỉnh, trung đẳng phụ trách bắt cóc ám sát, thượng đẳng trực tiếp gia nhập đơn vị tổ mật thám để nhận quân hàm phù hợp. Chỉ có một điểm khá đặc biệt: học viên đứng nhất phải ẩn nấu ở một nơi nguy hiểm nhất, tiến hành lật đổ và phá hoại. Học viên đứng nhất là ai? Thành tích mỗi hạng mục đều là ưu tú nhất. Nếu như cậu không tin, cứ kiểm tra. Tôi sẽ kiểm tra. Anh nói sao? Tư Ý hạnh nhất hả? Còn em thì sao? Em nói nhỏ thôi, đây là bí mật. Tại sao em không được hạng nhất? Em giành hư danh làm gì? Hạng nhất sẽ sao? Bỏ đi. Nói em nghe, em đang là học viên hàng đầu, tốt nghiệp xong được vào đơn vị, vừa dễ dàng vừa an toàn. Em không muốn vào đó. Anh từng hứa sẽ giao mạng cho em. Xem hấp tấp gì? Anh không tha cho cô ta đâu. Anh chỉ đang thiếu bằng chứng thôi. Bằng chứng gì? Thôi đừng hỏi nữa, anh tự biết tính. Giáo quan Quảng, anh tính phụ em lần nữa hả? Em bớt nói nhảm đi. Được, anh cần bằng chứng hả? Hôm trước em thấy cô ấy đang lén lút viết cái này. Em hỏi đây là gì, cô ta lừa em nói là mật mã. Coi đi. Cửu Nhã, em lập công lớn rồi. Chúng ta lập công lớn rồi. Có cái này, cô ấy chết chắc. Vậy thì chưa chắc, cô ta vẫn còn hữu dụng. Ý anh là sao? Có cái này, trưởng ban có thể đề bạt anh lên làm phó ban. Thứ em vất vả lắm mới có, mà anh chỉ biết nghĩ cho việc thăng tiến. Vậy còn em? Em ngốc quá. Nếu anh thành phó ban thì em có thể làm thư ký rồi. Tới lúc đó, ngày nào cũng bên nhau. Anh muốn em ở bên anh mỗi ngày sao? Như vậy tốt mà. Được rồi, để anh đi sắp xếp. Anh đi, đợi tin tốt của anh. Quảng Phương, anh đứng lại cho em. Súc sinh, mình vất vả nghĩ kế chống đối Đoàn Tư Ý, vậy mà hắn chỉ lo cho con đường thăng tiến của hắn. Anh buông ra đi. Em lập công lớn rồi, có cái này, trưởng ban có thể đề bạt anh lên làm phó ban. Em muốn giết Đoàn Tư Ý, không ai dám ép Quảng Phương này. Cô chết rồi sẽ không có ai dám uy hiếp tôi.
anh bất nhân. Đừng trách tôi bất nghĩa. Trưởng ban, đây là lịch sử cuộc gọi của đội trưởng quản trong trại. Gần đây Quảng Phương thường xuyên liên lạc với tổng bộ ở Nam Kinh vậy sao? Sao vậy? Nói. Nghe nói đội trưởng quản rất có hứng thú với vị trí phó ban, nên rất tích cực hoạt động. Được rồi, làm việc đi. Dạ. Dân Nhi, ta đây. Sư phụ, có chuyện gì? Ta quyết định không thể giữ người như Quảng Phương. Con thay ta xử lý hắn. Cứ dàn cảnh tự sát đi. Trước khi tự sát, viết sẵn bức di thư để tránh bị nghi ngờ. Sư phụ yên tâm, con sẽ xử lý êm đẹp. Nghe đi tổng bộ, tổng bộ hả? Chuyển cho tổng bộ. Vào đi. Có gì à? Xin báo cáo. Tôi muốn bàn với anh về thành tích tốt nghiệp. Tôi đang bận. Quan trọng lắm. Tôi còn việc quan trọng hơn, liên quan tới số 12. Nói. Tôi vốn đứng hạng nhất trong kỳ thi, nhưng lại bị thay thế, vậy không công bằng. Tôi không muốn vào đơn vị. Cô chỉ muốn nói vậy thôi hả? Lần sau nói tiếp đi. Hình như Quảng Phương đang nắm giữ chứng cứ gì đó, mới ra ngoài luôn. Nói tôi biết làm gì? Thứ nhất, tôi đã hy sinh rất nhiều, không ai được phép cướp đi vinh dự vốn thuộc về tôi. Tôi muốn anh trả lại vị trí hạng nhất cho tôi. Thứ hai, Quảng Phương lừa dối tôi. Tôi muốn giết hắn. Tôi giúp được cô, nhưng cô phải gửi tố cáo bằng văn bản cho tổ chức. Tôi viết sẵn thư tố cáo rồi. Tôi đã báo cho tổ chức biết,
Quảng Phương, cưỡng hiếp học viên nữ, phạm tội tham nhũng và rò rỉ thông tin mật. Xin hãy kiểm tra. Tối nay được dự tiệc tốt nghiệp rồi. Ngày mai chúng ta sẽ được tự do. Tự do. Liệu có được tự do không? Nghe nè, cô phải nhớ, lỡ như bị bại lộ, cứ đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Như thế cô không hay biết gì cả. Nếu chết thì chúng ta cùng chết. Giáo quan quản, giáo quan quản, anh làm gì vậy? Số 7, số 12 bị lật tẩy rồi. Nhốt bọn họ vào ngục. Quản Phương, tôi sẽ báo cho trưởng giáo vụ biết. Đưa đi. Trưởng giáo vụ, trưởng giáo vụ, làm gì vậy? Giáo quan quản tống số 12 và số 7 vào ngục. Anh ta đâu rồi? Đang tới ký túc xá. Sao tốt nghiệp rồi còn bắt người nữa? Trời tối rồi, đi đâu vậy? Đến Dương Tẩn. Không ai dạy vào phòng người khác phải gõ cửa sao? Tại sao bắt số 7 và số 12? Chuyện đó sao? Tôi sẽ báo cáo cho Tổng giáo quan. Tôi gọi điện cho ông ấy rồi. Ông ấy đang tới. Tổng giáo quan tới đi. Có gì sao? Có một giáo quan cưỡng bức học viên nữ đã bị bại lộ. Là ai? Cần tôi gợi ý sao? Tăng Cửu Nhã. Tăng Cửu Nhã thì sao? Tôi với cô ấy yêu nhau thật lòng. Chuyện này tôi sẽ báo cho Tổng giáo quan biết. Không cần cậu bận tâm. Yêu nhau thật lòng. Cô ấy tố cáo anh. Không thể nào. Tự xem đi. Thân là giáo quan, đã không biết phòng vệ còn để học viên của mình đem ra làm trò đùa. Thật xấu hổ. Không được. Bây giờ mình phải hỏi Quảng Vương một lần nữa. Trưởng ban nói rồi, viết một lá thư thú tội, thừa nhận lỗi lầm, tự thú tội. Tôi không tin. Tin hay không tùy anh. Tôi chỉ chuyển lời trưởng ban. Nhưng với tôi mà nói,
không mong anh viết ra. Chuyện này chỉ có thể để tòa án quân sự. Tôi không giết. Quảng Phương, tôi khuyên anh nên viết ra. Xảy ra chuyện lớn như vậy, trưởng ban cũng không bảo vệ được anh. Giết thì giết. Sau khi tôi giết xong thì mọi người cũng sẽ hiểu. Khi đó sẽ biết ai xui xẻo. Từ Tông, chuẩn bị xe. Tôi muốn đến trại huấn luyện. Nối máy đến ký túc xá của Quảng Phương. Viết tiếp đi. Tôi nghe điện thoại trước. Viết xong rồi nghe. Làm sao tôi biết là ai gọi? Sắp xong rồi. Tôi nói sắp xong rồi. Ý cậu là sao? Gửi anh về nhà. Tôi xin lỗi, đã làm liên lụy cô. Đừng nói vậy mà. Không phải cô đã nói chúng ta là cộng sự sao? Là chiến hữu sống chết có nhau. Cảm ơn cô. Đáng tiếc là tôi không thể tự mình trả thù. Hai người các cô có thể đi rồi. Quảng Phương tự tử rồi. Cái gì? Sao anh ta tự tử? Anh ta cưỡng hiếp nữ sinh, sự việc bị lộ, sợ tội tự tử. Số 7. Lần này tôi để cô đi vì nể mặt cô ấy. Nhưng sau này
Nếu cô tự mình làm gì liên lụy cô ấy, tôi tuyệt đối không tha. Anh dựa vào đâu mà trách bạn tôi? Tôi làm vậy gì tốt cho cô? Hai người các cô về ký túc xá thay đồ đi, lát nữa đi dự tiệc. Rõ. Chờ chút. Sau này bất kỳ ai hỏi các cô đều phải nói ở trong trại huấn luyện xúc phạm Quảng Phương. Anh ta muốn vào đêm trước lễ tốt nghiệp chỉnh đốn các cô. Nghe rõ chưa? Đi được rồi. Sư phụ, xem ra vị học viên tố cáo sợ tội tự sát. Trưởng ban, các cửa đều đóng kín. Thư thú tội cũng do Quảng Phương giết. Từ Tông, đi thu xếp tốt hậu sự cho cậu ấy. Dù sao cũng là đồng nghiệp. Rõ. Sư phụ, mọi việc theo lời dặn của thầy. Dĩ nhiên, con vất vả rồi. Vũ hội tốt nghiệp cũng sắp bắt đầu. Làm việc của con đi. Dựa trên nhiệt độ, cơ thể và nước, khi Quảng Phương chết chính xác là trước khi mình gọi điện lừa Quảng Phương viết thư thú tội để che giấu hiện trường sau vụ nổ súng. Lúc này Tiết Dân Tẩn hẳn đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhưng sao không bắt máy?
Làm sao giáo quan quản lại tự tử được chứ? Nhất định Tiết Chân Tẩn làm rồi. Anh ấy lại giúp chúng ta. Tiểu Ngư, thời gian trôi nhanh quá. Ngày mai chúng ta chia tay rồi. Thật ra vẫn có thể tiếp tục là đồng đội mà. Tôi rất muốn ở bên cô, nhưng phải trả thù. Nghe nè, gia thù phải báo, nhưng đừng quên quốc thù. Tôi hiểu rồi. Nhưng bây giờ động lực sống duy nhất của tôi là trả thù. Những thứ khác báo thù xong rồi tính. Nhưng nếu cô cần giúp đỡ gì, phải tìm tôi đó. Sau khi ra ngoài, có lẽ hai chúng ta sẽ khó gặp nhau. Chúng ta có thể giao ước một số phương thức liên lạc, thông tin cho nhau. Đừng quên giờ đây chúng ta là cộng sự tốt nhất. Cảm ơn rất nhiều, Tiểu Ngư ca. Chào các em học viên. Chào trưởng giáo vụ. Cô đi trước đi. Các người không cần nói, tôi cũng biết tất cả đang nghĩ gì. Nhất định là đang nghĩ ngày mai là có thể rời khỏi nơi này rồi, đúng không? Đúng. Trưởng giáo vụ, anh đúng là hiểu rõ chúng tôi. Cho nên hôm nay tôi không nói nhảm nữa. Bây giờ là thời khắc của các người. Các học viên, vui vẻ ăn mừng. Xin chào. Có thể mời cô nhảy một bài không? Tất nhiên. Rất hân hạnh. Vũ điệu lần trước còn chưa nhảy xong. Anh nợ em, trả cho em. Nợ tôi chỉ có điệu nhảy thôi sao? Tôi không nhảy với anh nữa. Không bao giờ. Là cô sao? Sao rồi? Cô nghĩ là anh ta? Nghĩ nhiều rồi. Đoàn Tư Ý, cô biết tôi ghét nhất ở cô điều gì không? Ghét gì ở tôi, đó là việc của cô. Tôi không quan tâm. Tôi ghét thói đạo đức giả của cô. Muốn yêu không dám yêu, muốn hận không dám hận. Cô dựa vào đâu mà tước đi thứ tốt đẹp từ tôi? Thứ nhất, tôi không lấy cái gì của cô. Thứ hai, nếu cô muốn thứ gì, tự mà giành lấy. Cô có biết là tôi vì muốn thắng cô đã trả giá hiến thân mình, đã mất đi đứa con. Cô gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão. Đúng. Tôi liều mạng muốn tranh giành vị thế với cô. Nhưng bây giờ họ lại nói với tôi,
người đứng nhất sẽ phải làm nội gián trong quân Nhật. Nếu biết trước, cần gì tranh giành? Tần Cửu Nhã, chuyện phải đấu trí với quân Nhật là điều mà đặc công chúng ta nên làm. Con phải cảm thấy vinh dự chứ. Bớt mỉa mai lại đi, được không? Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng là người chiến thắng. Thắng thua quan trọng với cô vậy sao? Bởi vì là cô nên rất quan trọng. Nghe nói cô có một bí mật. Quảng Phương chết rồi, là tôi tố cáo. Trước khi nghe tin hắn chết, tôi còn không tin sẽ phản bội hắn. Đây mới là chân ái, cô biết không? Cuối cùng cũng cảm thấy tôi có chỗ tốt hơn cô. Tôi có người đàn ông thật sự yêu tôi. Cô có không? Đi mà hỏi Tiết Chân Tẩn, anh ta có từng yêu cô chưa? Có chết vì cô không? Tôi không cần. Thật sự không cần. Thật sao? Ngày mai là về nhà rồi. Mong mọi người đừng quên đường về nhà. Tìm tôi có việc gì? Anh nghĩ bây giờ anh có thể nói cho em biết được sự thật rồi. Sự thật của vấn đề là như vậy. Anh lừa em vào trại huấn luyện. Anh đã che giấu tất cả sự thật. Nhưng anh không muốn Mã Quệ Long thấy sơ hở, không muốn em gặp phải nguy hiểm nào. Tư Ý, có tha thứ cho anh không? Dân ca, ngoại trừ những điều này, anh còn điều gì giấu em không? Hết rồi. Vị gia hề của Cặp Thiếu Khang, vị diêu của Lưu Hữu Ngu, là ai nói với Mã Quệ Long? Ông ấy nói cho em biết rồi. Chính là anh nói. Nhưng anh chỉ muốn bảo vệ em. Sao anh biết di ngôn của ba em? Lúc đó khi anh đi tìm em, đã nghe ba em nói như vậy với em. Nhưng Tư Ý, anh nghĩ Mã Quệ Long đã sớm biết khẩu quyết. Em phải biết, ông ta là bậc thầy thôi miên. Thật sự thì anh cho rằng anh là ai? Anh có tư cách gì quyết định thay em? Anh có biết đây là tâm nguyện cuối cùng của ba em? Có biết nó quan trọng thế nào với em không? Ngay cả khi anh làm gì em, cũng không thể nói với Mã Quệ Long bí mật ba em đã bảo vệ bằng cả mạng sống, khiến cái chết của ông ấy vô giá trị. Anh xin lỗi. Em ghét anh.